Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ là từ 13 đến 23 độ, độ ẩm trung bình là 83%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ là từ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình là 83%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ là từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình là 83%.